Chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu cho phép người nước ngoài không có giấy tờ cư trú hợp pháp có thể đăng ký khai sinh cho con tại nước này, trong những trường hợp cụ thể, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị tước đoạt các quyền và lợi ích liên quan. Tại cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Byung-ki đã thảo luận việc xây dựng dự luật đặc biệt trao tư cách pháp nhân cho trẻ em mà cha mẹ của chúng không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, nhằm bảo vệ trẻ em bị lạm dụng, nhận con nuôi bất hợp pháp và trở thành đối tượng của nạn buôn bán người. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ lập hồ sơ dữ liệu để thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em như tiêm chủng bắt buộc và giáo dục bắt buộc. Theo luật hiện hành, một số trường hợp trẻ em không được đăng ký khai sinh, bao gồm trẻ được sinh ra sau khi thị thực của cha mẹ đã hết hạn hoặc mất tư cách pháp nhân tại Hàn Quốc, trẻ là con của phụ nữ nước ngoài đến Hàn Quốc và trẻ là con ngoài giá thú của một phụ nữ nước ngoài.